Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay, và mình là Thiều Hiên. Ngày hôm nay là một chiếc video về phối đồ, và đặc biệt là dành cho những cô nàng mà hơi mộng miễn một chút xí và có chút mỡ bụng. Thì ấy, những cái tip sau của mình sẽ giúp các bạn che đi cái phần bụng của mình, và đồng thời là sẽ giúp cho mình trở nên cao và thon hơn. Ok, cùng bắt đầu thôi. Sau đây là những cách phối đồ giúp cho bạn lên thon gọn và che đi cục mỡ bụng đáng ghét này. Bước vào set đồ đầu tiên, mình sẽ chọn một chiếc quần suông dài có lưng cao và màu đen. Phần lưng cao và ống quần rộng sẽ giúp mình trở nên cao hơn và che đi cái phần mỡ bụng đó. Cùng với đó, mình sẽ kết hợp với một áo crop top màu đen, hở một chút ở phần bụng thì thấy eo mình trở nên thon hơn. Các bạn nhớ khi chọn sneaker thì phải chọn đế cao một chút xí để có một cái khoảng cách giữa quần và giày, chứ đừng có chọn giày đế thấp nhé. Thêm giỏ vào là có thể đi chơi này, đi hóng mát, uống trà sữa cùng bạn bè rồi. Nếu các bạn ngại mặc áo sát nách thì có thể khoác thêm một cái áo cardigan màu trắng vào thì sẽ giúp giữ ấm này, mà lại thêm nét dịu dàng nữ tính hơn. Thì chất áo nó là len vừa phải, không dày quá cũng không mỏng quá, nên có thể mặc ở thời tiết như Sài Gòn. Đến với set đồ tiếp theo, mình sẽ chọn một chiếc quần jean ống rộng và có lưng cao. Chiếc quần này ở đằng sau sẽ có lưng thun nên vừa thoải mái và vừa giúp eo mình thon hơn. Kết hợp với một chiếc áo thun trắng sẽ giúp năng động và thoải mái cũng như là trẻ trung hơn. Mình chọn một chiếc áo thun có hình để thêm phần dễ thương, và đừng quên là bỏ áo vào thùng nha. Một đôi kình vợt sẽ là lựa chọn tốt nhất cho set đồ này. Nếu các bạn đã chán với lại cái việc áo mặc áo thun bình thường á, thì có thể sắn cái tay áo lên như là mình đây. Mang một chiếc túi thâu là có thể vừa đi chơi mà vừa đi học cũng được rồi. Bộ thứ tư sẽ dành cho những cô nàng vừa nữ tính nhưng lại thích style công sở, thì mình sẽ chọn một chiếc đầm dây màu đen chất vải vừa phải mà rất là mát nha, kết hợp với một chiếc áo blazer màu nâu. Mình sẽ sắn tay áo lên để cho nó không có bị già quá. Những bạn mà thích style này có thể mặc đi học hoặc là đi làm cũng rất ok nha. Một chiếc đầm suông đen sẽ giúp che đi cái phần mỡ bụng, và cái áo blazer có điểm nhấn ở eo thì sẽ tạo một cái đường cong và không làm cho mình bị mập đó. Cùng với chiếc đầm này, mình sẽ phối với áo khoác cardigan màu trắng lúc nãy, thì set này sẽ nhẹ nhàng hơn, là phù hợp với những bạn mà muốn dịu dàng. Một số bạn không có thói quen mặc đầm ngắn thì có thể chuyển sang cái đầm dây dài này. Chất vải là vải đuổi nên mặc rất là mát. Điểm nhấn là ở đằng sau sẽ có những cái dây mảnh giúp mình trở nên thanh thoát hơn và có xẻ một chút xí ở hai bên chân trông không có bị lùn. Baby, you get
váy len dài qua đầu gối. Tuy nhiên chất len sẽ hơi dài một chút, vì nếu mỏng thì sẽ thấy được cái bụng của mình khi mà ngồi xuống cũng như là khi mình đứng mình đi. Nếu các bạn không tìm được chiếc váy len dài thì các bạn có thể chọn những loại len dài vừa phải thôi, chứ đừng có mỏng quá nha. Mình sẽ kết hợp với một chiếc áo len màu trắng. Khi set mài có lẽ sẽ phù hợp với những ngày mùa đông, những ngày lạnh, hoặc các bạn có thể đi chơi ở xứ lạnh như Đà Lạt vậy đó. Khi sắn cái thân áo lên sẽ đạt được cái độ phồng vừa phải và chia được cái tỷ lệ mà không thấy mỡ bụng. Những ngày nắng nóng thì các bạn đừng lấy bộ này ra mặt nhé. Nóng quá xỉu thì mình không chịu trách nhiệm đâu. Giải pháp cho các bạn muốn mặc chiếc váy len lúc nãy là các bạn có thể thay chiếc áo len thành chiếc áo sơ mi với chất vải thấm hút mồ hôi. Mình sẽ chọn chiếc áo cổ trụ thì sẽ giúp cho cơ thể được thanh thoát và lịch sự hơn. Nếu đi học mặc bộ này rất ok các bạn nhé. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu hay là có ích thì nhấn nút like cũng như là subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Bye bye.